Trong clip ngày hôm nay, bên Huấn Audio giới thiệu một mẫu loa trợ lời bãi của Audio Phần Lan. Em quay chi tiết và em có báo giá sản phẩm và có test một chút nhạc ngắn để mời anh em mình cùng nghe và cùng đánh giá. Em quay chiếc loa cho anh em mình xem. Loa trợ lời nó có cái diện tích rất là nhỏ, không to anh em nhé. Mã của nó đây là AB510, sản phẩm của Audio Phần Lan. Cái tần số động nó là từ 80Hz cho tới 17.000kHz. Độ dậy của nó là 89dB trở kháng 4 ohm. Công suất của nó là từ 30-50W. Cái trọng lượng này nó tính cả phụ kiện cả vỏ thì nó mới được 5,5 cân anh em nhé. Còn nếu cân một cân loa không như này thì rơi vào tầm 3 cân, trên 3 cân một tí. Tầm 3 cân. Nó có một cái lưới sắt. Em sẽ quay anh em mình xem cái loa mở rồi này. Đây là cái loa mở rồi, nó có một cái lưới bằng sắt nè. Và bát là bát 13cm và bát sở hữu gân gân của nó là gân mút anh em nhé, gân mút này để tháo được, tưởng họ Hàn. Đây bát, đây tháo bát anh em mình xem. Bát là sản phẩm của Audio Phần Lan. Vì nhiều trường hợp là bát Audio Phần Lan nhưng nó lại là của Audio King. Nghe loa Audio King và Audio Phần Lan hay lắp lẫn cho nhau vì hai thằng là một. Gân mút còn tốt anh em, còn rất cứng. Tất nhiên cái gân mút thì mình còn tốt hay không tốt thì mình thay cả vấn đề gì cả. Một cái màng bát được tráng bóng để chống ẩm. Một điều khá thú vị của con loa này là nó dùng một cái tép đom lụa, một viên 500 kép. Em sẽ zoom lại gần cho anh em thôi, bê lên nhé, cho anh em mình xem cả phân tần bên trong luôn. Đây là cái tép của nó này. Đây, tép nó có mã số và có chữ Audio Phần Lan ở đây. Những cái audio chữ này, anh em này đôi khi nó là tem dán giấy nhá, thì nhiều cái nó có bị bong mất thì anh em có hỏi tại sao nó không có thì không tránh được cái điều đấy. Đơn vị nào làm thì cũng hiểu vấn đề đó thôi. Một cái phân tần có hai cuộn seo cảm và hai con tụ cho bát, hai tụ cho tép, anh em nhìn thấy khá chất lượng. Hai cuộn seo, một cho bát, một cho tép. Thùng được bọc vùng quanh là bằng hết chống ẩm, bông tiêu anh em nhé, được bọc vùng quanh. Khá chất lượng với dòng loa này, với giá thành thì em báo luôn, nó cũng rất là bình dân cho anh em mình chơi. Em test nhạc nhé, em sẽ test nhạc. Đấu cái dây vào này. Để bật tín hiệu luôn, cháu là nói cho anh em mình nhìn trực tiếp luôn. Lúc anh em mình bảo sẽ là anh em sẽ cho các bác xem em đấu trực tiếp vào mới nói. Không sao đâu, anh em cứ hay bảo nồng nhạc đồng nhất. Trong tay nếu yêu nhau
vừa rồi em có test nhạc luôn để mời anh em mình nghe, và sau đây sẽ báo giá sản phẩm. Số lượng thì anh em mình thấy tất cả đây thì có 6 đôi, chỉ có 6 đôi duy nhất anh em nhé, không hơn không kém. Với giá thành của nó là 1.200.000 một đôi và được bao ship toàn quốc. Còn anh em đến cửa hàng mua giá bán là 1.100.000 một đôi. Và con loa này anh em có thể ghép để làm loa trợ lời cho dàn hát, dàn nghe nhạc của nhà mình. Nó bị thiếu cái giải chung và giải tép. Với con loa này anh em có thể ghép độc lập trên xe ô tô, hoặc anh em có thể làm trong các hội trường để giảng bài, học giảng học, hoặc là anh em để nó có quán cà phê đều rất hợp lý anh em nhé. Hoặc những không gian nhà thờ, nhà chùa mà mình cần những cái nhà thờ nhỏ, nhà chùa nhỏ, cứ phòng khán phòng nhỏ mình ghép được, thì mình nên ghép nhiều cái mới được anh nhé. Những nhà thờ đôi khi ghép đến 6 cái. Để được tư vấn và mua sản phẩm, anh em gọi điện trực tiếp cho em qua số máy 0904 61 2323. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của Huấn Audio.